nghĩa là nhờ đề quả ta tá. Vậy tuy chứng đạt được ngũ thiền sắc giới, tuy chứng đạt được ngũ thiền sắc giới cùng năng lực thần thông, cùng năng lực thần thông, chẳng phải như rồi tôn giả Đề Quá Tát Á tạo nghiệp vô gián, là làm chảy máu Phật, là làm chảy máu Đức Phật và chia rẽ tăng chúng. Cấm vậy bất thiện vô gián nghiệp này, bất thiện vô gián nghiệp này làm chảy máu Phật với chia rẽ tăng là bất thiện vô gián, lại bất thiện vô gián nghiệp này cắt đứt thiện báo đại của tôn giả Đề Quá Tát Á, cắt đứt thiện báo đại của tôn giả Đề Quá Tát Á. Trong kiếp sống ấy, trong kiếp sống đó, vậy nên vị ấy không thể tái sanh về cõi sanh giới, nên vị ấy không thể tái sanh về cõi sanh giới. Vậy ngược lại, phải tái sanh vào thiền vô gián ác quy trí. Đó là cái trường hợp thứ nhất là đoạn nghiệp cắt đứt, đoạn nghiệp cắt đứt sinh nghiệp thì hiện sinh nghiệp thì tức là cái đoạn nghiệp chúng ta có hai cách. Một là đoạn nghiệp này nó có hai cách. Một là nó cắt đứt nghiệp đối lập, thì cắt đứt nghiệp đối lập này nó có ba trường hợp. Một là thiện nghiệp hiện cắt đứt đi cái bất thiện nghiệp này, là trường hợp chứng được quả gì luôn, thì tất cả những bất thiện nghiệp mà dẫn xuống bốn cộng cảnh nó cắt đứt hết, khiến cho những cái bất thiện nghiệp nó không có cách mà cho quả được, nó có thể cho quả trong thời bình nhật nhưng mà không dẫn xuống cái cảnh giới cho tái sinh thôi. Đó là cách thứ nhất. Hoặc là nó sẽ cắt đứt cái bất thiện, nó sẽ cắt đứt những cái thiện nghiệp như chúng ta có, nó là hai cách rồi. Giờ cách thứ hai là cắt đứt danh sách của cái nghiệp đấy, thiện nghiệp đó nhỉ, thì nếu chúng mình chúng ta có mỗi một biểu đồ như vậy thì chúng ta tới đây là nó là cái đoạn nghiệp, thì nó cắt cái quả, tức là cái quả
nghiệp đức này. Cái thứ hai là cái cách thức ghi danh sách những nghiệp đức này. Nếu như cái danh sách mà là bất thiện thì cái đoạn nghiệp nó thiện nó chen vô, nó cắt đứt cái danh sách bất thiện đó. Để nó cho một cái danh sách thiện phải là. Ví dụ như một cái người đang khổ trong cảnh địa ngục, hiểu không? Thì danh sách ở trong cái cảnh địa ngục là danh sách khổ đúng không? Đúng không? Thì cái một thiện nghiệp nó khởi lên, một thiện nghiệp nó khởi lên. Khi một thiện nghiệp nó khởi lên nó cắt đứt cái này luôn. Nói nôm na là chúng sanh nó sẽ chết. Nên chúng sanh sẽ chết trong cái cõi địa ngục đó, rồi tái sanh lên cõi khác. Mình cắt đứt cái danh sách đó. Ở trong đời sống bình nhật này cũng vậy. Có người đang bị cái bệnh tật nó hành hạ. Bây giờ do có một thiện nghiệp khiến cho người đó nhận được cái thuốc tốt, được thầy giỏi thì uống vài liều ấy, thì cái bệnh đó nó lui uống xong thuốc rồi nó cắt đứt luôn, và từ đó thì sao bệnh đó nó không sanh lên được. Thì cái danh sách bất thiện này nó bị cái nghiệp thiện này nó cắt đứt này. Còn có nhiều người cũng là cái danh sách thiện tức là có đầy đủ ngũ quan tốt đẹp, rồi cái đoạn nghiệp bất thiện nó che vô. Bây giờ thì bất ngờ người đó chỉ trợt chân thôi, người đó thường người ta nghĩ là nó vô ý mà trợt chân đi, trợt chân té đúng không, vô ý. Nhưng mà đối với kinh pháp cũng không có cái vấn đề vô ý gì đó, cái vô ý nó chỉ là nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân nó dẫn đến cái bất thiện nó cho quả, nó cho quả người đó té xuống, đập đầu xuống đất, bị chấn thương thần não chết. Trường hợp này vẫn xảy ra rất nhiều, chỉ trợt té xong thôi, trợt té thì thay vì có cái tảng đá như vậy, trợt té xuống cái đầu thay vì đập ở đây cũng sao, muốn quá nó xuyên lên thôi, chảy máu thôi. Nhưng mà cái cạnh này đập xuống cái đầu chấn ngay cạnh này, chắn đâu chắn, chắn vô cái cạnh này rồi xong xuôi ngất xỉu đưa vô bệnh viện, những người sùi não chết. Rồi nói là do cái trợt chân té xuôi rồi cái nghiệp thời tiết nó cũng tạo ra những cái đoạn nghiệp này mà chúng ta sẽ không thấy, mà cái đoạn nghiệp này nó sẽ cắt đứt cái danh sách đó, nó có cái nghiệp đó. Thường thường mấy người già đó, vào lúc mà trời nóng quá hay là lạnh quá đó, mấy người già dễ đai, dễ đi. Nóng quá đó, dễ lên tăng sông đúng không? Lên tăng sông xong cái bị nhồi máu cơ tim, dạ. Bị đột quỵ. Rất là nhiều trường hợp nó vậy. Rồi chúng ta nghĩ nó là cái bình thường, không phải bình thường. Mà cái thời tiết nó là cái điều kiện khiến cho cái ác nghiệp nó cho quả, nó cho quả xong nó cắt đứt. Có nhiều người có một cái câu chuyện là có một cái chuyến hành không đi, trên chuyến hành không nó độ khoảng là 200-300 người. Rồi bất ngờ á là máy bay bị hỏng. Mà cái trường hợp mà máy bay mà bị hỏng á, máy bay mà sau khi cất cánh á, nó kiểm tra kỹ đó, cái mức độ an toàn của đi máy bay nó cao hơn đi xe nhiều, rất là cao. Rồi lúc đó tự nhiên cái máy bay bị hỏng, rồi cái ông phi công trưởng này mới báo ra về cho cái đại công luôn, rồi đại công luôn nói tới đây nó yêu cầu cho phải cho cấp cứu này tới cái vùng biển này, nữa thì mình sẽ cho mình cách lớn xuống. Mà anh yêu cầu cho tàu đi tới để cấp cứu này.
cái chuẩn bị đó là cái độ cao khoảng chừng 2 thước hay là 1 thước vậy đó. Bắt đầu nó mở cho đi xuống, mình em đi xuống. Nhưng mà ngược người ngã thay ở chỗ này á, lúc đó trời lạnh, đỡ lạnh, nước rất là lạnh, rớt xuống bao nhiêu ấy, rớt xuống bao nhiêu chết, bị lạnh một chết, chịu không nổi, rớt xuống. Thì trường hợp này nó là ở ngoài đời cho nó là cái chuyện cái chuyện xui xẻo đúng không? Nhưng mà rõ ràng đây không phải cái bất thiện tội nghiệp nó sanh lên nó cắt đứt cái danh sách. Gần 200 người nhảy số bào chạy chưa kịp tới người ta chết, đào lao chạy chưa kịp tới. Công nghiệp như thế nào? Công nghiệp rồi. Lúc trước mà cái lúc trước là nên đi đánh bắt cá rồi ướt nước đá đó, đi đánh bắt cá trong mấy cái tàu đánh bắt cá xong nhảy lên cá chưa chết nè, rồi tuôn xuống hầm đá đúng không, rồi bỏ đá lên để giữ lạnh nên đem về bán, rồi khiến cho mấy con cá nó chết do cái sự lạnh đó. Thì bây giờ rớt xuống nước lạnh chết. Nó bình thường. Có biết cái tôm đông lạnh không? Có ai biết làm tôm đông lạnh không? Tôm đông lạnh là một con tôm rất lớn. Đấy. Nên trước tôi mới giải phóng có cái chương trình tôm đông lạnh xuất khẩu á. Thì những con tôm đó là cái đầu cắt ra, cái đuôi cắt ra, chỉ còn của mình thôi. Rồi bỏ vô ướp đá đem đi bán, còn cái đầu cái đuôi bán cho dân. Lúc mới giải phóng á, mà phải ship hàng mua nha, nhà năm 75, 76, 77 á, ủa tôm đông lạnh á, mà có là hàng đặc sản á, cái đó là ngon á. Đầu nhưng mà chỉ ăn cái đầu tôm với đuôi tôm thôi, còn cái mình tôm đem đi bán lại. Ai mà sống 75, 76 là biết cái vụ mà tôm đông lạnh á, cái đầu đi, hiểu quên cái mình ở đầu đi, mình đuôi đi, mình ở. Vậy. Mới vậy. À, lúc con mới đẻ mà. Lúc đó con mới nằm. Rồi lúc 75, 76, 77 đó giờ khoảng cái trời cũng có nhà nước cũng bán đồ tết, cũng có thời bao cấp nhà nước cũng bán đồ tết đó, khoảng chừng 28, 27 mỗi hộ khẩu tới mua được giải về mai đồ tết. Thương nghiệp lời lắm. Mà cái ví dụ như mỗi nhà mua được 2 thước giải, mỗi hộ khẩu nha, mỗi hộ khẩu mua được 2 thước giải, còn 2 thước giải nữa 1 mét trắng, 1 mét đen. Dạ em biết mặt cũng sáng. Rồi từ đó có cái vấn đề là áo dài rất lăn ra là chuyện có thật nha. Cái thời 75, 76 75, 76 ăn bo bo đó, cái giọng tê no trở thành tê đói á, bo bo vậy đó. Lúc đó là dân chỉ có ăn độn 25% thôi, khoảng là 10% thôi. 10% đó là 10% gạo, còn 80% còn lại là bo bo. Hoặc là khoai mì, hoặc là khoai lang, thậm chí mà khi mà sinh viên xuất gia là khoảng 84. Lúc mình hơi đỡ rồi nha, mấy giai đoạn đầu mà khổ lắm. Mấy giai đoạn đầu là mấy bà đi buôn lậu phải đi xuống dưới vùng quê á, mua thịt đó, rồi cái bọc vô cái bọc á, rồi cái bịch vô cái bụng nè, đi qua mấy trạm thế xa xét mà làm cho bụng bầu á,
đem về lấy ra bán. Ở Vũng Tàu có cái trạm, ở cái trạm gì sông Vĩnh là gắt nhất. Còn ở miền Tây thì có cái trạm Long Hương vậy đó. Đại khái vậy. À, thì cái thời đó là năm 84 mà xuyên đi làm giới tử mà xuất gia đó, chuẩn bị trong năm mới xuất gia đó, mà trong thời gian làm giới tử đó dở nồi cơm ra mà nó đỏ ao tốt là bữa đó ăn khoai lang. Nhớ là con mà nó đỏ ao đó là ăn khoai lang gạo có chút xíu thôi, dở nồi cơm ra mà nó trắng phao là biết đó bữa đó ăn khoai mì. Ăn khoai mì nó cũng có lợi, ăn khoai mì cái là không có lên băng sông, nó đâu còn máu đâu nữa mà lên băng sông, nó hết máu rồi, không có lên băng sông, không có. Đại khái vậy, đó là năm 84 vậy đó nha. Đấy. Cái đó là lúc là người này đã gọi bị cộng nghiệp chung. Thì 200-300 người nhảy xuống cũng bị rồi, ngày xưa đó cùng nhau mà ướp lạnh tiếng mấy con tôm đi lớn vậy đó, mấy cái vậy đó rồi chết ra trùng. Nó không có cái chuyện mà xui, chứ nói trong Phật giáo không có chuyện xui hay hên, không có, chỉ có là nghiệp ác mới tới hay nghiệp thiện mới tới mà thôi. Thì cái điều thứ hai chúng ta đang nói đó là nghiệp thiện cách đức danh sách lên lên á, thì cách đoạn nghiệp này vậy đây, cách đoạn nghiệp này có bốn loại. Cách thứ hai có ba loại, cách thứ nhất có ba loại, cách thứ hai có tới bốn loại. Cách thêm có ba loại, loại thứ ba mới vừa học đấy. Nhờ cách thứ hai có bốn loại. Thứ nhất, thiện đoạn nghiệp, cắt đứt danh sách là quả bỏ bất thiện nghiệp. Cho nên cái ai mà sanh từ cái tuổi mà 85 trở đi, 85 trở đi, từ 85 trở đi là những cái người rất có phước rồi. 75 chưa có phước lắm đâu. 75 là cái lúc giao thời lúc đó. Ừ. Những ai mà sanh mà 85 trở đi đó, nè lúc đó là phải 88-89 gì đó là ông Nguyễn Linh lên đó. Thì đó, lúc đó là cái thời mở cửa, gọi là cái thời mở cửa đó. Rồi sau đó cái một kỳ công của ông, một kỳ công đến bây giờ cũng phải ghi công đó, đó là kỳ công của ông. Ông gửi cái kiện rồi, ông chủ trương là làm cái đường dây điện Bắc Nam. Khi ông làm vậy là bị phản đối, phản đối dữ lắm. Nhưng mà ông kêu biết ông làm sao, ông làm xong rồi cái rành điện Nam Bắc thì có đầy đủ. Nếu mà một cái kỳ công của ông, đó là cái công trạng của ông rất lớn. Cho nên ở Sài Gòn có hai con đường lớn, đó là đường Nguyễn Văn Linh hay là đường Phụ Võ Nhân Kiệt, hai cái đại lộ lớn ở trên Sài Gòn. Đường Võ Nhân Kiệt này là rộng lắm á nha, là đường Võ Nhân Linh. Mà Võ Nhân Linh không lớn bằng Nguyễn Văn Linh, không có lớn bằng đường ông Võ Nhân Kiệt. Nhà mà ở đường Võ Nhân Kiệt á là tiền thẩm á, một mét hình như là 50 triệu, hình như là 7 triệu nữa, hình như tính cây đó.
Hình như ở đường ở Vũng Tàu có đường Mạc Đĩnh Chi một cái con đường Tú Sương đó chứ. Tú Sương đúng rồi. Mở nó cắt cái đường Nguyễn Cổ ở đây nó quẹo vô đây là Tú Sương. Cắt cái khúc này. Mở đầu rồi nhựa. Cắt này có mấy mét à? Hình như chưa được chục mét mà đền tới gần cả 400-500 triệu. Cái sau này cái đường biết là đường Nguyễn Cổ đây đúng không, qua khỏi Nguyễn đây cái đường Lê Hồng Phong đúng không, Lê Hồng Phong à, đây cái đường Nguyễn Cổ đúng không, qua đây có cái đường Tú Sương. Tú Sương cái gì này, cắt cái đường này. Rồi chúng ta ghi đi. Thứ hai là thiện ngộ nghiệp. Chia làm 3, chia làm 4 đúng không? Thứ nhất là thiện ngộ nghiệp. Cắt đứt danh sắc là quả dị thuộc của thiện. Thứ hai là thiện ngộ nghiệp. Cắt đứt danh sắc là quả dị thuộc thiện. Hai cái. Một cái là cắt đứt danh sắc của quả bất thiện. Đây, thứ hai là cắt đứt danh sắc là quả của thiện. Thứ ba, bất thiện đoạn nghiệp. Cắt đứt danh sắc là quả dị thuộc thiện. Bất thiện đoạn nghiệp, cắt đứt danh sắc là quả dị thuộc thiện. Thứ tư là bất thiện đoạn nghiệp, cắt đứt danh sắc là quả dị thuộc bất thiện. Tức là chia làm 4, chúng ta sẽ thấy 4 ngày giờ cái đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp cắt đứt danh sắc. Thì chúng ta là cái tập tình để nhớ là cái đoạn nghiệp mà cắt đứt danh sắc. Còn tên là đoạn nghiệp cắt đứt nghiệp. Rồi. Bây giờ chúng ta đang biết là đoạn nghiệp cắt đứt nghiệp danh sắc. Thì đây nó sẽ có là 4 trường hợp. 4 trường hợp nó được phân ra là 2 là thiện đoạn nghiệp. Cái này là bất thiện đoạn nghiệp. Rồi cái thiện đoạn nghiệp này nó đã tách ra làm hai là thiện đoạn nghiệp. Cắt danh sách quả bất thiện. Rồi thiện nghiệp cắt danh sắc quả thiện. Này chúng ta lập cái này chúng ta dễ nhìn dễ nhớ hơn. Rồi cái bất thiện đoạn nghiệp cũng có hai là bất thiện đoạn nghiệp. Danh sắc quả thiện. Rồi bất thiện đoạn nghiệp cắt danh sắc quả bất thiện. Nó kia nó tạo ra lượng 4 chi lên rồi. Nếu là ghi, nếu muốn dễ nhớ thì ghi cái biểu đồ đi không. Rồi bây giờ chúng ta đi cái tiêu đề nhất A. Giải. Chúng ta giải 4 điều này. Tiêu đề nhất là A. Là thiện đoạn nghiệp.
cắt đứt thiện tội nghiệp, cắt đứt danh sách là vị thuộc quả bất thiện. Cắt đứt danh sách là vị thuộc quả bất thiện. Nhấn xuống này, một cuốn sanh, một cuốn sanh nè, một cuốn sanh khi mệnh chung phải một bất thiện nghiệp dẫn tái sanh vào địa ngục. Chỉ có trường hợp địa ngục thôi nha. Nếu mà tái sanh vào cái cảnh giới khác ngoài địa ngục ra thì trường hợp này sẽ không thể ra. Ví dụ như tái sanh vào cõi súc sanh, một cái thiện nghiệp nó khởi lên thì súc sanh vẫn cứ là súc sanh, nó không có chết. Chỉ có địa ngục đang ở trong cõi địa ngục, một thiện nghiệp khởi lên thì chúng sanh nó sẽ chết rồi đó, và nhân là khởi đó. Chỉ trường hợp này chỉ có ở cõi địa ngục thôi nha. Và cho nên phải lưu ý khi mệnh chung một bất thiện nghiệp dẫn tái sanh vào địa ngục, không được ghi là khổ cảnh nha. Như một cái trường hợp một chúng sanh mà tái sanh vào khỏi ngạ quỷ thì khi đó một thiện nghiệp khởi lên, chúng sanh nó có thoát khỏi quỷ không? Có không? Không nha. Ngạ quỷ là ma đói đó, bị tá đó. Đe là kiếp sống ma đói và một thiện nghiệp nó khởi lên, nó thoát ra khỏi cái cảnh giới ma đói không? Có không? Ma đói là ngạ quỷ đó. Ma đói là ngạ quỷ, mẹ tá là cái ma đói chứ cái gì đâu. Một cuốn sanh ngạ quỷ mà khi khởi lên tâm thiện có thoát ra khỏi cái cõi ngạ quỷ không? Không nha. Cho nên một chúng sanh ở trong địa ngục khi tâm thiện khởi lên thì có thể thoát ra khỏi địa ngục đó, nhưng mà ngoài cái cõi địa ngục ra thôi, mấy cõi khác không thể có. Con chó có tâm thiện không? Con gà có tâm thiện không? Không biết hả? Tại vì nói con gà có tâm thiện không? Không biết, tại con phải con gà. Con gà có tâm thiện không? Có, nhưng mà nó có ra khỏi cái trống con gà không? Con gà cái nhiều khi nó có bảo vệ con nó không? Cái sự bảo vệ con nó có phải là một tâm thiện không? Vậy là nó có thoát khỏi kiếp con gà không? Hay nói vẫn cứ là con gà. Bây giờ con chó nó sanh con ra, ai đi tới là nó bảo vệ con, nó cắn đúng không? Phải không? Vậy là nó có cái tình thương đối với con nó không? Vậy là nó có tâm thiện không? Vậy thì nó có nó khởi lên cái tình thương con nó, xong rồi là nó chết, nó trở thành con khác, phải không? Nó vẫn giữ là con chó mà. Nó vẫn cứ là con chó. Nên mặc dù nó vẫn có tâm thiện. Bây giờ ở trong cái câu chuyện của nàng Samawati ấy, có con chó nó thương Đức Phật Bồ Tát quá, nó rất là khôn á. Rồi ông chủ cái con nuôi nó, tại vì mỗi lần nó tới thì ông Phật Bồ Tát mới gia chủ cúng dường Phật Bồ Tát bằng cơm sữa mà, cho nên ông ăn xong thì ông nhờ cái nắm cơm sữa giục cho chó. Thế cho nên khi mà cái ông vào tới ngồi là con chó thì tới nói được ăn mà, sao không nói được. Mà ông ăn xong cái ông lấy một cái vắt cơm sữa cho con chó. Lâu dần con chó mới nó mến ổng, nó rất là không nghe. Thế nên cái ông chủ dẫn nó đi, để thỉnh Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có cái cốc ở đây, có làm cốc ở đây.
thì ông chủ đi tới giờ thật là cứ báo từ cứ tới bật ngày đó tới giờ thật thật rồi xong thôi rồi về qua cầu giác thì tới đường đi đó ông chủ này nữa mới giữ an toàn cho bật cầu giác mới lấy cây mới đập vô trong bụi cây hù 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 để đuổi rắn rít nằm cùng nằm trong đó. Rồi sau đó ông bận việc ông mới nói chó nữa con ừ, nói là này con đi thỉnh ngài đi để nghe vậy đó lon ton đi tới mấy chỗ cái ông mấy chỗ cái bụi rậm nó sủa lên nó sủa để nó xua đuổi mấy người rắn rít vào trong đó à rồi đi tới bật cầu giác bật ra tới giờ rồi hả anh sủa lên nó báo là ông tới giờ rồi hả à ông đi thì khi mà ngài nó bật cầu giác đi nó chạy trước vậy đó nó sủa vô mấy cái bụi rậm nhờ nó giữ an toàn chứ bật cầu giác vậy cái đó thiện hay là bất thiện nó còn sống anh chết hiểu rồi hiểu cái này chưa mà nhờ vậy sau này trở thành là thiên nó trở thành là ông cô sa cá đó cô sa cá được dịch ra là lôi âm rồi không rất là rộng nói cách bình thường thôi đó rồi nó vang ra ổng hét lên cái rúng động luôn. Khi mà ông tái cái con chó nó, sau này nó tái sanh về cõi chư thiên á, cũng lần một vị chư thiên cái kinh thành Xuất Tát Xá Na của cõi Đầu Lợi á, nó rộng 10 ngàn dặm rồi. Ở trên đỉnh núi Sinh Đê Rú này là 84 ngàn dặm rồi, mà cái trong cái kinh thành này nó rộng là 20 ngàn dặm rồi nhé, 20 ngàn. Không nói bình thường á thì nó vang ra. Vị tiên tử này nói bình thường thôi mà kia vị tiên tử này nó nói lớn á thì cái tiếng vang rộng tất cả cái kinh thành, cho nên mới gọi vị tiên tử này là cô sa cá thiên quá, tức là lôi âm tiên tử, cái tiếng giống như sấm nổ vậy, tiếng như sấm nổ, lôi là tiếng sấm đó, rồi cái âm thanh giống như tiếng sấm vậy. Nước Mạnh Trung cũng tái sanh này về đây à, về đây thì cũng cái nước bé khi mà nó khóc vang đây là một cái thuốc tướng đó à, cho nên nó đặt tên nước bé là cô sa cá, mà cái tướng này do kiếp trước cũng có thể là quan trái, cho nên có ông bác hộ ông đại trưởng giả trong cái thành cô sinh viên. Hôm đó ổng đi chầu, ổng đi thường thường á, mà ổng trưởng giả nào được vua ban cái chức vị trưởng giả đó, cái mỗi tháng tới ngày phải đi tới diện kiến vua để thăm hỏi à, hoặc còn là mang lễ vật tới dân kiến vua để tặng lại lễ vật khác à, được cái lộng 7 tầng, vua được lộng 9 tầng, ổng được lộng trưởng giả 7 tầng, lộng trắng 7 tầng nha. Cho nên là ông cô quát á, có những cái hình có cái lọng á, mình nhìn xong mình biết cái ông này cũng giả, ông này là vua, ông này là quan. Thì kho sa cá nè được trưởng giả, nhưng mà trước đó là cái ông đại trưởng giả này á, một hôm ổng đi chầu vua, ông gặp ông quan kim văn là tế lễ sư của vua, nó tương tự như là quân sư vậy, có chuyện gì đâu ông vua hỏi ông phải không này, hỏi với thưa ngài tế lễ sư hôm nay trong kinh thành mình có gì lạ không, thì ông này ông biết ông này ông trưởng giả giàu nhất ở trong cái thành Cô Sa Na đệ nhất trưởng giả, thì ông tế lễ sư ông nói không có gì lạ hết á, nhưng mà cái thằng bé nào sinh ra trong ngày hôm nay đó nó sẽ là đệ nhất trưởng giả trong cái thành. Lúc đó bà vợ của ông trưởng giả này đang có thai, ông có sai người hầu về hỏi bà sanh chưa, dài này nữa bà chưa sanh, hỏi cứ đứa nào trong thành này có ai sanh không, thì có một cái người mới sanh ra đứa bé. Thì ông nghĩ rằng thằng bé này mà nếu theo lời của ông này nói, ông nó sanh đệ nhất trưởng giả này, bây giờ phải mua nó về cái đã để coi con cái bà vợ mình sinh ra con trai con gái
nếu mà sinh ra con gái thì gả con gái cho thằng này, tại thằng này nó là đệ nhất trưởng giả sau này mà. Còn nếu mà sinh ra con gái thì gả con gái cho thằng này, còn nếu mà sinh ra con trai thì giết thằng này. Tại vì nếu mà thằng này nó là đệ nhất trưởng giả thì con trai ổng sẽ là không thể đệ nhất trưởng giả được, phải giết đi. Cho nên mới bỏ tiền ra mua 1.000 đồng vàng mua đứa bé này. Thì vài hôm sau, 5-3 bữa sau, bà vợ nó sanh ra, không sanh ra đứa con gái ấy, mà sanh ra đứa con trai. Bây giờ mới là căng thẳng thành chữ tọ đây nè. Bây giờ tôi mới bảo cái người hầu Kali á, người Kali. Kali là cái người hầu mà đen thui, người hầu da đen gọi là Kali, chứ không phải tên Kali đâu. Nước da đen Kala, nữ da đen là Kali. Cái người hầu có nước da đen gọi là Kali. Đem bé này bỏ vô cái chuồng bò trước khi chuồng bò, trước khi mở cửa ra đó thì bò nó đi ra đúng không, đã đặt trước cổng chuồng bò rồi, chuồng bò xong tới nó đạp rồi chết. Cho nên khi mà đưa thằng bé ra ở giữa trên cái chuồng bò đó đặt á, để chuẩn bị cái người chăn bò đó chuẩn bị mở cái chuồng bò ra thì đặt thằng bé ở trước cái người chuồng bò, cũng không xa lắm đâu. Thì bây giờ tự nhiên có một con bò chúa nó đi ra trước, bò chúa thì mạnh mà đứng là trước ta đó, nó đứng bố chân nó chặn cái thằng bé đó. Có hiểu không, nó lấy bố chân nó chặn lại. Mấy con bò khác đi ngang gặp con bò chúa phải né qua. Cái người giữ chuồng bò đó thấy sao con bò chúa lạ vậy đó, mới xuống quan sát coi thấy có một bé này. Mà anh chàng này lại chưa có con nữa, mừng quá nó ta có được đứa con trai rồi. Mới ẩm đứa con trai này về nuôi. Cái nữ Kali thấy vậy mới về báo cho ông chủ. Chứ không được, vậy cái thằng này mà lãng quạng nó là để nhất trưởng giả, con mình sao đây? Mua về. Bỏ thêm 1.000 đồng mua về. Mua về mà nhìn nó là tức. Nhìn nó là tức, tại vì nó sẽ để nhất trưởng giả đúng không? Tức. Mới bảo là thằng tiện Kali là giờ ông nghe là ngày mai đó. Hiện nay là ở ngoài cổng thành nó đã có 500 cỗ xe hàng. Mỗi người thương buôn nó lại tới cho mình, cũng đó là cái cửa hàng, cái cửa thành đóng rồi. Cho nên phía ngoài này là 500 cỗ xe. Nó sẽ chuẩn bị vô thành. Mới vậy thì nhờ cỗ xe là giết nó. Bằng cách là bảo tiện Kali ra để tới khi mà cửa thành mà mở ra nó nước ra đặt con bé gì thì 500 cỗ xe mà đi qua cái đi thì là coi như là chết rồi, làm sao mà chịu nổi 500 cỗ xe này đúng không, là sao để đặt ra vậy đó. Nhưng mà cái phước con nhà thì hôm đó cả hai cái con bò chúa trong làng, trong cái đoàn này nó không chịu đi, đánh cái gì nó cũng không đi hết, chính là người đó. Cái ông tưởng đoàn cái gì đây, ông mới nhìn quan sát là thấy có mình quá, mình đứng đứa con mới ẩm lên thì cái đoàn này nó đi. Cái tiền nữ Kali thấy vậy và báo cái ông ấy lại lần thứ ba bỏ đi nhà mua đi giết người ta được, phải mua bỏ tiền nó mua về. Lần thứ ba bảo tỳ nữ Kali này, cái này gọi là sát sanh bằng cách xuống bảo đó, bảo cái nàng Kali này đó đem thằng nhỏ này dục cho bụi rậm ở trong bãi tha ma hồ đệ đi, chắc chắn là phải chết thôi. Mới cái những thú như chó sói rồi hoặc là dạ soi đi ngang qua thế thì chết thôi. Mới nghe đưa con bé vô bụi rậm. Hôm đó có cái đàn chăn dê, những người chăn dê đưa đẩy cái dê mình vô trong cái nghĩa địa để ăn cỏ. Thì bây giờ có con dê cái
nó rẽ tàn nó chui vô cái bộ cây này nó tròn khỏe bố. Đây đây là cái quả mà đây là cái quả của cái giữa an toàn với phần cảm giác đó. Lại cái người chăn dê thấy lạ lạ vô gầm bé cái mừng quá à được nó còn mà lại tốn ngày làm việc bàn nữa để mà à, lần thứ tư giết ba lần không được là ông đại chủ giả ông nó sợ rồi biết cũng gì ông muốn giết chết ba lần mà không được mà sợ rồi đó. Cái lần thứ tư nè, lần thứ tư mới kêu cái người trời nữ này đó đứng ở trên cái núi á, lên trên cái vực á, ném bé mà ném xuống là trắng này trả thành. Nhưng mà bé đó xuống nó lại lọt cho ở phía dưới này nó có một cái đám dây nó bám giống như cái vậy. Bé nó rớt xuống cũng nằm trên cái tấm niệm nha, nghĩa là tức là cái đám tre nó ở là cái dây phủ lên trên đó, dây chùm bao, dây chùm gửi cái gì đó, à một cái đường tre này, rồi cái bé nó nhảy xuống thì nó chạy xuống giống như nó lót vô rớt vô tấm niệm nha, à, tấm niệm này hay ngồi thiền nha, rồi cái nó đói quá nó khóc. Nó khóc thì dưới này những cái người đi đốn tre về để tan lát nữa nghe vậy mới lên thấy được cái bé ổng về. Còn về nữ này nó nữ này nó thấy nó về cũng báo lại nữa. Cái lần này thì về cũng báo lại để tốn ngày một cái vàng. Nhưng mà tới đây sợ rồi đó. Giết ta ba bốn lần không được phải sợ chứ. Cho nên nuôi lớn lên mới đặt tên người con sợi cá. Rồi giết lần thứ 5, giết lần thứ 6, đến lần thứ 7, giết 7 lần. Nhưng mà đều thoát khỏi cuối cùng thì cái con sợi cá này cưới được cái cô tiểu thư. Rồi sau đó nhờ muôn mẹ của cô tiểu thư này giết ông già chồng. Giết ông già chồng, lấy cái tài sản đó cho con sợi cá. À, dĩ nhiên ông cô sẽ có phước là cái hưởng đó rồi cũng nói, nhưng mà cô này phạm vào cái tội giết cha. Trong bản sứ giải không nói cái số mạng của cái con dâu này như thế nào, nhưng mà chắc chắn rồi là cô phải rớt xuống rồi, phạm nghiệp vô dán lại, dù là cha chồng cũng là cha mà, là phạm nghiệp vô dán rồi, mà bản sứ giải không có này gặp nó nữa. Đây là cái phước giữ an toàn cái phần giác, cho nên khó có bảy là chúng ta ghi cái đoạn mà bất thiện thiện đoạn nghiệp cắt đứt thiện đoạn nghiệp, thiện đoạn nghiệp cắt đứt danh sách quả bất thiện ta ghi tiếp. Khi mình chôn một bất thiện, một bất thiện nghiệp dẫn tới sanh vào địa ngục chấm. Khi ấy thân xác cùng sự sinh hoạt như thân xác cùng sự sinh hoạt như thấy nghe ngửi nếm đụng, thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng sinh này là quả gì đâu bất thiện, đúng chưa? Rớt xuống địa ngục thì danh sách có phải là danh sách quả bất thiện lại. Khi ấy thân xét còn sự sinh hoạt như thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng sanh này đều là quả bất thiện. Thấy còn lửa cháy ùn. Còn xúc thì nó nóng ơi là nóng. Nghe những tiếng rên la than khóc, ngửi cái mùi khét của da thịt, đúng không? Để trong cái địa ngục mà đó là cái quả của bất thiện. Không phải, nhưng thời gian sau chúng sanh này nhớ lại, nhớ nhờ cái tưởng đó, nhớ lại
thiện nghiệp mình thường làm, cái thiện nghiệp mình từng làm. Như thấy ngọn lửa thì nhớ lại từng cúng dường đi đến vị sư. Như thấy ngọn lửa thì nhớ lại từng cúng dường đi đến vị sư. 7. Ai thấy ngọn lửa bàn thì nhớ lại, hay thấy ngọn lửa bàn thì nhớ lại mình từng mạo bàn vào thiên thân Phật. Cái sự mà mạo bàn vào thiên thân Phật thì Việt Nam mình thấy nhiều đâu, mà Miến Điện thì nhiều lắm á. Miến Điện, người dân Miến Điện mình có vàng, xong họ đổi ra cái vàng lá, họ đi tới thiên thân Phật, họ tán vô, họ bớt vào. Cho nên cái pháp mà Sri Lankan á, nghe nói là cái có lượng vàng mà bớt cho nó khoảng 26 tấn, 26 tấn vàng. Mà khi mà anh mà nó đô hộ Miến Điện đó, thì những cái vàng ở trong thiên thân Phật á, người anh nó cạo ra nó lấy. Cho nên là họ nói rằng nhân Miến Điện là dùng ở dụng vàng để bớt lên trên cái kim thân Phật đó, mà khi anh mà đô hộ Miến Điện là nó cạo những cái lớp vàng ở trên thân Phật. Cái vàng nó nóng chảy ra nó lấy hơi chảy gì đâu. Rồi dĩ nhiên mấy người đó thì chắc chắn là không có được sanh thiên lại, chắc chắn lại. Nếu tính ra nhân quả thì Phật giáo thì không cách nào sanh thiên được. Phải hay nhớ lại rằng, ta từng là Phật Thích Ca, là vị Sa Môn. Vị Sa Môn mà rốt tôi rớt xuống địa ngục thì cũng thấy ghê. Từng xuất gia mà rớt xuống địa ngục thì cũng phải có vấn đề. Nhớ lại ta là từng là vị xuất gia, là vị Sa Môn, mà đã từng là xuất gia là Sa Môn mà rớt xuống địa ngục thì coi lại các ông tu hành sao kỳ cục vậy, đúng không? Có phải không? Nhưng mà trước đó đâu có nhớ cái đó, nhớ cái tốt mà ta thường xuất gia rất đó là một tâm thiện chấm, hoặc nhờ Diêm Vương, hoặc nhờ Xuân Hà đi, hoặc nhờ Diêm Vương Diệt Bảo, hoặc nhờ Diêm Vương Diệt Bảo. 7. Chúng sanh này nhớ lại thiện nghiệp quán tưởng. Thường quá tưởng á, ta đây phải có sự già thế nào thoát khỏi qua căn tàn, ta đây bệnh tật phải mang, bệnh tật hay bệnh hoạn. Cái bài đó bài là ta đây bệnh tật phải mang, hay là ta đây bệnh hoạn phải mang? Số đọc là ta đây bệnh hoạn phải mang, không có hoạn nghe, không có hoạn. Có lần nữa có một vị trưởng lão hỏi như sao ốm thì lúc này có bệnh hoạn không, xin trả lời đó là Phật ngài bệnh thì có, hoạn thì không. không phải là Thái Công Công nha. Nghĩa là xin nhớ lại quán tưởng về sinh già bệnh chết. Đúng không? Nhớ lại quán tưởng về sinh già bệnh chết. Ông Diêm Vương hỏi với người có thấy một ký giả ta gửi lên trên trần không? Nói dạ thưa ngài không. Thì người thấy con đứa bé không? Mới sinh ra không? Dạ thấy. Đó là cái ký giả ta gửi lên đó. Nhớ lại à, mình đã từng quán tưởng sinh là khổ, già khổ,
cha tí biết khen, cha tí biết khen, cha ra biết khen, gia tí biết khen, mắt ra biết khen, sinh là khổ, cha tí biết khen, giờ già là khổ, cha ra biết khen. Nhớ lại cái sinh già mình nhớ cái năm điều quán tưởng có nhớ không? Không biết bài đó không? Ta đây phải có sự già, ta đây sự chết sẵn dần. Đọc đọc nghe mà không chịu quán tưởng mình coi như quỷ khách á. Cái bài đó đó khi mà lỡ mà rớt xuống ý nghe lâm video nhắc lại à, lúc đó mình đi chùa mình có tụng mấy bài này rồi cái tâm thiện nó sanh lên, văng nó khỏi cái đó liền à, lên thì lên chưa biết nha, nhưng mà trước mắt là văng khỏi cái địa ngục đó thì có thể là rớt xuống địa ngục đó, nó ít khổ hơn, cũng như được giảm án nha, được ân xá. Nhưng khi mà con phước thiện nó đổ thì bắt đầu mới được tái sanh làm người và tái sanh cái điên chuyện khác nữa, nhưng mà trước mắt là văng khỏi cái địa ngục đó. Còn tái sanh thì đâu, do cái thiện hay là bất thiện nó tới nữa, nên không phải là văng khỏi đó tái sanh thì cõi trời liền, không có đâu nha. Nhưng chỉ có nói là văng khỏi cái địa ngục đó thôi, có thể tái sanh xuống một địa ngục nó ít khổ hơn thôi, rồi còn nhớ lại được nữa thì văng khỏi đó, cứ mỗi lần nhớ thì văng ra. Cho nên bên Pháp Tông nó sáng lập ra cái là Địa Tạng Vương Bồ Tát đó. Tức là khi mà thấy Địa Tạng Vương thì nhân ra khỏi địa ngục, phải bơm băng ra cái biển lửa, thấy Bồ Tát và Địa Tạng Vương nhân ra khỏi cái biển lửa. Nhưng mà thật sự ra cái Địa Tạng Vương chẳng qua là cái tâm thiện thôi, khi làm nhớ lại cũng là gặp cũng lại chẳng qua là cái hình tượng thôi, cái Địa Tạng Vương chẳng qua là cái tâm thiện thôi. Địa là tâm, địa tâm tạng nó chẳng có gì hết, Địa Tạng là tâm, địa tâm tạng thôi. Phải tâm thiện khởi lên thì dân ra khỏi cái địa ngục đó, gặp được cái Bồ Tát lại tại Địa Tạng Vương là ra khỏi địa ngục là chỗ đó. Nhưng mà không hiểu được cái hình tượng quá thế này, cho là cái ông Địa Tạng Vương có thiện, nhưng thật sự không có. Thì cái Địa Tạng Vương nó chính là cái tâm thiện của mình mà thôi. Khi nào rớt xuống địa ngục mà nhớ là cái tâm thiện mình thì văng khỏi địa ngục ngay, ra khỏi địa ngục. Chứ không có gì, nó không có gì mà duyên dướng, không có cái Địa Tạng Vương vốn không có thật à. Nên trong cái tập mà gọi là những vị thần trong Phật giáo Trung Hoa cũng nói với cái ông này, hình như là cái bộ đó chưa đã cho đây nữa rồi. Những vị thần trong Phật giáo, những vị tờ thần của Phật giáo Trung Hoa nói về ông, nói về bà Quan Âm có 33 cái hiện thân của bà. Cái lý lịch của bà Quan Thế Âm là không có rõ ràng, đã là cái lý lịch bất minh. Có nhiều người tin lắm đó nha, mà giờ có cái đó là đang có cái hội cư sĩ tịnh độ tách riêng rồi, nó cũng nằm trong giáo hội mà tách riêng ra, nó độc lập á. Tịnh độ tông không là bên Mất Tông, giờ tách ra nó là hội cư sĩ tịnh độ, tách ra rồi nó cũng được độc lập. Nếu mà vẫn độc lập, đó là cái sinh mạng độc lập, nhưng mà vẫn ở trong cái lãnh đạo của giáo hội. Cho nên cái mạnh lắm, nhưng mà cái tịnh độ cư sĩ đó là chủ trương là từ thiện, hốt thuốc miễn phí. Cái tạo có cái tịnh độ đó, cái chùa tịnh độ cư sĩ hốt thuốc từ thiện đó, nổi tiếng trong cái tịnh độ là sư Giác Ngàn. Ở Bà Dâu có cái hương thần tự, cũng là tịnh độ á. Ở bên Long Sơn cũng có tịnh độ á, cũng hút thuốc từ thiện á. Hình như nó mình lấy cái chữ hương thần tự thì nhiều, là cái vậy.
Nhưng mà cái này chỉ có là Nam Mô Lục Tự Di Đà, gặp nhau cái là A Di Đà Phật, gặp nhau cái là chắc là A Di Đà Phật. Hồi xưa đi cái chùa Hương á, gặp mấy bà cụ gặp như anh A Di Đà Phật Mô Phật. Gặp mấy bà người Bắc mà già mà gặp lần cái Nam Mô A Di Đà Phật Mô Phật. Và không ai chỉ là ai. À, chú em, trong lúc nhớ lại, chú em, trong lúc nhớ lại, tâm thiện sinh lên. Lập tức chúng sanh này mệnh dung thoát ra khỏi địa ngục ấy. Vậy có thể, chỉ có thể nha, chứ không phải là chắc chắn nha, có thể được tái sinh làm người. Chúng sanh này mệnh chung thoát ra khỏi địa ngục ấy, phải có thể được tái sinh làm người hoặc thiên nhân. Như bà Hoàng Mandika hay như người bà Hoàng Mandika giống thế này. Người cài độ quân nó cá. Cùng vợ cúng dường đến ngày Sariputta. Khi ngài vừa xuất hiện diện, cái ngày xuất thì chấm phải thiện nghiệp này cắt đứt danh sách quả nghiệp của thiện cắt đứt danh sách quả nghiệp của thiện phải ngay trong ngày hôm đó, ngay trong ngày hôm đó, ông Buôn Nó Cá trở thành vị trưởng giả. Xem thăm mắt bà đá ác thái cả ta này viết tắt đó cho hai hai ba. Thứ hai, thiện đội nghiệp cắt đứt này, cái này cái quan trọng đó. Thiện đội nghiệp cắt đứt danh sách của vị thục quả thiện, thiện đội nghiệp đó, cái chi thứ hai đó, thiện đội nghiệp cắt đứt danh sách vị thục quả thiện. Vị thục quả, vị là khác là kỳ, nó chữ từ chữ quý bà cá,
quý ba cá. Quý là khác, không cho ba cá. Ba cá là nấu chín. Nấu chín nghe tiếng Hán gọi là gì, là hụt. Còn khác nữa là gì? Gì là khác. Vậy là khác. Hụt là bị nấu chín, tất cả quả là chín mùi. Mùi nó khác hay là khác một kỳ. Quả là chín mùi khác một kỳ. Gọi là gì không? Chấm số hàng, một, cư sĩ. Có duyên lành. Một cư sĩ có duyên lành khi nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Một điều đặc biệt nghe, những người mà chứng quả A-la-hán phải nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Người mới chứng quả A-la-hán còn ngoài ra, sau đó mới thực hành mới chứng quả A-la-hán. Còn cái người mà nghe pháp mà chứng đắc quả A-la-hán này phải nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Nghe những gì khác là chỉ có chứng đắc từ Dự Lưu đây. Cho nên cái người vậy mà nghe pháp mà chứng đắc quả A-la-hán phải hiểu ngay. Xong thầy pháp cái gì đó chứng quả A-la-hán thì phải hiểu ngay là nghe pháp từ Đức Thế Tôn. Còn ngoài ra thì sau khi nghe pháp xong, nương theo lời dạy của Thế Tôn thực hành, sau đó chứng quả A-la-hán thì chuyện đó chuyện khác nữa. Nhưng mà nghe xong thời pháp có chứng quả A-la-hán phải là thời pháp của Đức Thế Tôn. Chỉ ngày hai ngày cho nên Đức Thế Tôn có hai cái trí. Trí là quyền thắng liệt ký mà đã học rồi đó, mà biết người này quyền nào mạnh người nào yếu. Rồi ngày có cái trí thứ hai là tùy miên trí, biết người này có tùy miên nào mạnh người nào miên nào yếu. Đấy, nhờ hai cái trí này tới độ. Cho nên khi có như là nghe được pháp Đức Thế Tôn, nghe được cái này đi đúng cái điểm đó luôn, mà mới chứng đắc quả A-la-hán. Cái hai cái trí này các vị thánh thanh nhân không có. Cho nên nghe pháp vị thánh thanh nhân cũng có thể chứng đắc đạo quả, nhưng sau đó phải có thời gian thực hành. Còn nghe trực tiếp mà chứng đắc liền thì không thể có được. Có thể là nghe trực tiếp mà chứng đắc được cái thánh quả Dự Lưu hay gì đó thì được. Tất nhiên là khi nghe pháp thì Đức Thế Tôn chứng quả A-la-hán. Được chưa? Phải. Nhưng không xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Nhưng không xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Mãnh lực thánh đạo A-la-hán là đoạn nghiệp. Thiện nghiệp thánh đạo A-la-hán là đoạn nghiệp cắt đứt danh sắc là vị thục quả thiện của vị ấy. Là vị thục quả thiện của vị ấy. Vậy vị ấy sẽ viên tịch ngay trong ngày hôm đó. Nên nhớ nha, không phải chờ đợi 7 ngày nha. Vị nào mà thánh A-la-hán là cư sĩ, trong ngày đó nếu không xuất gia thì phải viên tịch ngay, chứ không phải chờ đợi trong 7 ngày. Tại sao vậy? Tại vì cái quả, cái thánh quả A-la-hán rất lớn đúng không? Điểm thứ nhất, thánh quả A-la-hán rất lớn. Nè, mà cái thánh quả A-la-hán này á lớn như là một cái tảng đá vậy đó. Tảng đá lăn xuống những cái cọng cỏ, những cái cây sậy có đủ sức đỡ cái tảng đá lớn nào. Cho nên phẩm mạo cư sĩ không đủ sức để đỡ cái trên đựng cái cây thánh quả A-la-hán. Chỉ có phẩm mạo xuất gia thì giống như là cái thuyền lớn có thể đỡ được cái tảng đá lớn.
Còn những cái cọng lao sậy này kia đó, nó không thể ngăn chặn được cái tạng nó lớn. Chỉ có chuyện chiếc thuyền lớn mà thôi. Thì phẩm màu sĩ gia giống như chiếc thuyền lớn vậy, còn phẩm màu cư sĩ giống như là những cây cỏ vậy thôi. Nó không đủ sức để mà chứa đựng được cái thánh quả hàng tháng này. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái phẩm màu mà xuất gia dù sao nhìn của mạo xuất gia người ta có sự tôn trọng, đúng không? Nhưng mà nhìn nếu phẩm mạo cư sĩ người ta sẽ xem là bình thường. Bây giờ cái vị này là a la hán mà với cái phẩm mạo cư sĩ ở chừng 2 ngày thôi, ở chừng 2 ngày thôi, người ta đi về nhà từ đây là tưởng người nhà, đúng không? Quen rồi. Sai biểu làm cái này làm cái kia cho nó mới chết. Chết dở liền. Ví dụ như cái một người là một người con trong nhà đi, một người con trai trong nhà. Nè, khoảng chừng 10 15 tuổi. Nghe pháp của Đức Phật chứng quả A La Hán. Điều này có thể xảy ra đúng không? Rồi về nhà, đúng ra A La Hán xong cái vị này phải biết, dĩ nhiên biết của bổn phận mình rồi. Một là xuất gia trong ngày, mà nếu mà cha mẹ không cho thì trong ngày đó vậy đó không về nhà, sẽ ở tại cái từ viện đó để rồi viên tịch ngay trong nhà hàng ngày đó nếu là không cho. Còn nếu mà cha mẹ cho thì vị đó sẽ xuất gia, mà lúc Đức Thế Tôn mà cho phép để cho xuất gia đi để nâng đỡ. Mà nếu như không cho xuất gia vậy thì cũng sẽ không về nhà ở trong từ viện đó, tại vì về nhà rất là nguy hiểm cho người nhà. Không phải nguy hiểm gì đó nữa, về nhà cứ nghĩ đây là con mình, đúng không? Rồi đi sai gánh nước đi, đi sai hốt chuồng heo đi, cái đó là căng thẳng mới mệt. Nói chi tới 2-3 bữa tới 7 bữa cái đó là đi thuyết nó không đúng, không có chuẩn. Ví dụ một vị thánh A La Hán về nhà, một người nam A La Hán về nhà mà không có xuất gia, bà vợ đâu biết đâu. Nhiều khi bà quen cái thói hung hăng rồi mắng chửi cái đó mới chết nữa. Chuyện này có thể xảy ra không? Cho nên là không, cho nên là vị cư sĩ sau khi chỉ A La Hán là phải xuất gia trong ngày, mà nếu không sẽ khuyên tịch trong ngày, mà không có về nhà nữa, không về nhà nữa. Đã A La Hán rồi thì đâu còn luyến lưu tới nhà cửa nữa, đúng không? Nè, bỏ hết tất cả luôn, ngay cả cái thân xác còn bỏ mà nó có bám miếng luôn, này đâu cần phải về nhà làm gì. À, cho nên có người là thích là nói rằng là chứng quả A La Hán xong dù không xuất gia cũng phải 7 ngày, nhưng mới trong ngày viên tịch như trong ngày thấy uổng quá, uổng cái gì tới đó uổng. Chỉ những người tham dục, chỉ người tham dục mới cho là uổng. Còn ngài có còn tham dục không? Nó còn gì nữa đâu. Cho nên cái lý thuyết này, lý thuyết mà với thuyết giảng 7 ngày là sai, mà không dẫn chứng ở đâu ra hết. Còn một trong ngày đó thì ở trong meeting nhân đáp đã có nói, trong meeting nhân đáp đã có nói. Còn nói 7 ngày phải chờ 7 ngày mới xuất gia, không dẫn chứng ở đâu ra hết. Chỉ nói theo cái cảm hứng mình thôi. Cho nên trong meeting nhân đáp thì ngài đã ra sinh áo nói rằng là vị thánh cư sĩ A La Hán nếu như trong ngày đó phải có 2 phận sự làm. Một là phải xuất gia, nếu không xuất gia được thì vậy đó phải viên tịch, nếu không có để qua tới ngày thứ hai không có chuyện đó xảy ra. Cho nên phải nắm bắt được cái này, và cái điều này nằm ở trong meeting nhân đáp. Nói cái sách không mất cái chứng, tự nhiên nói 7 ngày cái mới về chứng quả A La Hán xong cái viên tịch uổng quá, có uổng cái gì mà uổng. Bây giờ hỏi thử quý vị nè, còn 2 vòng hồi nữa rồi mình sẽ chết, mà trong 2 vòng hồi đó mình chứng quả A La Hán, chịu không? Dạ chịu.
hay là nói uổng quá, hai còn 2 giờ đồng hồ tôi chưa hưởng thụ bao nhiêu bắt được chứng quả là hắn uổng quá, có nói vậy được không? Hiểu chỗ này không? Đó là những cái bà viết cần phải bỏ. Nắm bắt được như vậy. Chứ nói chắc vậy rằng ai nói không cần biết, quả nói phải có sắc mắt cái tiếp phải dẫn chứng là đàng hoàng. Chứ không phải nói hứng là muốn nói là muốn nói là nó bậy bạ. Rồi nghe cái này nghe cái nói là không không có dẫn chứng ở đâu hết, nói là nghe ông này nói, nghe cái gì kia nói. Cái nó mới niệm muốn cái niệm nó hư từ trong hư ra luôn. Cho nên vị thánh cư sĩ không người A La Hán có hai việc làm: một là phải xuất gia ngay trong ngày, hai là phải biến Phật ngay trong ngày, là nhớ không có để cái ngày thứ hai. Và nếu mà khi mà đã chứng chứng quả cứu Phật rồi mà không chưa có xuất gia được á thì bị đó sẽ không về, không có về nhà nữa. Nó nói vậy đó, mặc dù phẩm mạo chưa xuất gia nhưng mà tâm đã xuất gia chưa? Dạ rồi. Tâm vậy đó đã viễn ly rồi đó. Viễn ly nó có ba cách. Viễn ly, viễn ly tức là quý vị cá đó. Miễn ly có nghĩa là xa lánh á, là tránh khỏi, ra khỏi đó. Thứ nhất là miễn ly trong bậc thánh này, thứ nhất là miễn ly ác giới. Tức là xa lìa ác giới. Đó là một điều này ở trong Tăng Duy Kinh Pháp Ba Chi. Pháp Ba Chi nghĩa là sống miễn ly, Ba Kinh đó là sống miễn ly, là Pháp Ba Chi của Ngài ngày Thích Minh Châu dạy đó, sống miễn ly thì có ba phần miễn ly trong cái pháp luật này. Thứ nhất là miễn ly ác giới, thứ hai là miễn ly là kiến, miễn ly là kiến tức là xa mường mỏ mà lìa bỏ là kiến này, và thứ ba là miễn ly ô nhiễm. Mấy loại ngành từ bỏ đoạn trừ những cái lậu hoặc đó, đây là ba cái sự miễn ly trong pháp luật của Đức Phật. Là xa lánh, xa lánh cái gì? Xa lánh cái ác giới để thực hiện thiện giới. Xa lánh gì? Xa lánh cái tà kiến để có được cái chánh kiến. Xa lánh cái gì? Xa lánh những cái ô nhiễm để được cái thân người trong sạch. Mà gọi đây là nằm trong bài kinh sống miễn ly Tăng Duy Kinh Pháp Ba Chi. Có cái vậy không mình đi bàn cãi cái gì trời. Rồi trước chắn như chấm như đại thần sanh tá tí trong sớ giải Ma Bà Đa, Ma Bà Đa thanh thắng cả tài. Cái này là ký hiệu của sớ giải Ma Bà Đa, câu số 142. Câu số 142 cái này cái một cái kệ ngôn cũng tương tự như cái cây kia, là như là Kamato Chaiti Soko Kamato Chaiti Payan Kamato Vipamutasa Nathi Soko Kuto Payan, là Kamato là thân ái sinh ra lo sợ, thân ái sinh ra sầu muộn. Kamato Vipamutasa là thoát ly ra khỏi thân ái. Nathi Soko không có sợ hộ, của tôi phải nhanh từ đâu có sợ. Tương tự giống như cái câu, một số câu cũng như là Tăng Hai Giá Chaiti Soko, Tăng Hai Giá Chaiti Phá Văn,
tăng hai giá biết bấm tá xá nát tí sô tô cú tô phá văn, hoặc là b mắt tô cha cho tí sô tô b mắt tô cha cho tí phá văn, b mắt tô biết bấm tá xá nát tí sô tô cú tô phá văn là cái như vậy, chỉ thay đổi một số từ nữa thôi. Để tăng hai giá thì tôi thay thế là b mắt tô và thay thế bằng ca giá tô là cái vậy. Cái 4 năm công kệ giống nhau như vậy, chỉ thay đổi từ thôi. Không một lần thì cái đại thần Xanh Tá Tí này ổng có ổng chiến thắng được chiến thắng được cái giặc ngoại xâm, về vua Bình Thái Dương ban cho ổng 7 ngày làm vua, biếu cho ổng một con vũ nữ nè, rất là xinh đẹp, múa hay hát giỏi, thân người giống như cái cọng dây thun dẻo đó. Con này muốn lấy lòng ông này cho nên nhịn ăn để giữ eo, để giữ eo. Rồi ngày thứ 8 đi xuống dưới sông tắm, con này cũng đi theo tắm xong về vô giường của quyển, do nhịn đói vậy đó, yếu sức, do dùng ngữ quyển nữa, mới vừa tắm lên nữa gió thổi vô một cái chết, trúng gió chết. Đây cũng là một loại tội nghiệp đó, đấy là tội nghiệp á, nhưng mà trong này không có nói tới vấn đề đó. Nào thì chết xong anh này buồn quá, bây giờ không ai có thể giải quyết được nỗi buồn cho ta, chỉ đi tới hang khóc với Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói này chúng ta tí, cái nước mắt mà người ta khóc cho cái người thương người đó nhiều hơn 4 đại dương, mà sao hôm nay ngươi còn hay khóc nữa? Rồi ngài bước lên cái tăng hai giá, nó là sự khổ, sự khổ nó dẫn tới cái khổ thôi. Xong bài pháp nó làm kết thúc câu kệ này, nghe xong cái ông Xanh Tá Tí thì chuyên lành đầy đủ mà, nghe xong chứng quả là hẹn, chứng quả là hẹn. Tăng hai giá cha cho tí sô cô, tăng hai giá là nguyên nhân sinh khổ, cha cho tí sô cô nó dẫn tới sự khổ, cái nguyên nhân sinh khổ dẫn tới sự khổ. Rồi tăng hai giá cha giá tí phá văn, tăng hai giá là cái nguyên nhân sinh khổ, phá văn nó là sự khổ. Hai câu đầu của Phật ngài nói về cái nguyên nhân sinh khổ và cái sự khổ. Biết mắng mất tách xá, tăng hai giá biết mắng mất tách xá ra khỏi cái tăng hàm, ra khỏi ái, ra khỏi ái chính là niết bàn. Như cái phần câu thứ ba này chỉ cho cái diệt đế, nó khí sơ tô của tôi phải nhân ngài chỉ cho thánh đạo của bạn. Cái thánh đạo mới không có lo sợ, không có sòng muộn, đúng không? Thánh quả mới không có cái lo sợ, không có cái sòng muộn, cho nên nó thí sô cô cú tô phá văn không có sầu muộn, từ đâu có lo sợ. Câu này Đức Phật ngài chỉ ra thánh đạo rồi, nghe xong ông quán xét chứng quả à, là hán, quán chứng quả là hán, xong ông quán xét cái tuổi thọ mình hết rồi, sắp hết rồi, mà xuất gia cũng vài ba tiếng một hồ sao chết, xuất gia làm gì? Cho nên xin Đức Thế Tôn ngài cho phép duyên Phật. Đức Tôn bảo này xin ta thấy hãy biểu diễn năng lực thần thông đi. A-la-hán có thần thông, A-la-hán là lục thông á, không có bay lên đáp xuống đỉnh lễ, bay lên 7 lần như vậy, rồi ngồi giữa hư không tuyên bố con là đệ tử của ngài, rồi sau đó một niệm Phật. Cái câu chuyện 142 là như vậy. Về coi trong ngày nhé, vậy là trong ngày nha, chứ không phải là 7 ngày nha. Cho nên ai mà nói là 7 ngày là sai nha, không có đúng, không có dẫn chứng đâu ra hết. Chú Hèm, hoặc là nàng công chúa Urakchata con gái trưởng của vua Kí Kỳ,
tức là con gái đầu lòng á, con gái trưởng của vô kiến này, con vô kiến kia này có 8 cô công chúa và có 1 hoàng tử, 8 cô công chúa. Thì con công chúa đầu lòng đó là Ô Đắc Ca Đa, đám 5-16 tuổi. Con gái trưởng, con gái lớn của vua Kiết Kỳ, Kiết Kỳ đó là vị đại hộ pháp của Đức Phật Cách Sa Bạc. Nếu mà trong thời Đức Phật có ông Á Na Tham Tinh Thí Ca thì thời Đức Phật Cách Sa Bạc có ông vua này, ông vua này là đại đệ nhất tu sĩ tối thắng về bố thí, ông này Đức Phật. Ông này cũng quả A Na Hàm nha, đúng không? Cũng quả nhiều luôn nha. Mẹ ông vua này có 8 con công chúa, con này con thứ nhất, còn có 7 con công chúa còn lại. 7 con công chúa còn lại. Nha. Sao như sao với con này, sao con này có 1 vũ hoàng, 1 hoàng tử. Thì 7 con công chúa này, trong đó có 6 cô chị nghe pháp của Đức Thế Tôn Cách Sa Bát mới quyết định là không có chồng, không có chồng, sống không có chồng trong khoảng thời gian là biết là tổng cộng là 20.000 năm, 20.000 năm không chồng để xuất gia, để xuất gia, để trong cái phần xuất gia thì cũng đi đâu mà lúc đó xuất gia ở ra trong cung thôi. Mới rủ cô em cái 7 cô á, 6 cô là như vậy nha, rủ cô em thứ 7. Nhà em thứ 7, cô em thứ 7 là cũng không phái xuất gia. Nha. Mà nói giờ em mà xuất gia nữa ai hộ độ mấy chị? Nhân danh hộ độ ở lại. Ở lại không chịu xuất gia. Thì 6 cô chị xuất gia này, 6 cô chị. Nha. Ở trong thời Đức Phật này, 6 cô chị này chính là 6 bà Tỳ Cô Ni nổi tiếng của Đức Thế Tôn. Bà thứ nhất là Khê Ma, bà thứ hai là Uppalavana, bà thứ ba là Thamadana, bà thứ tư là Kisa Gotami, bà thứ tư là Patachara. Biết bà này không? Bà mà cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết á, bà ta cha ra đệ nhất về trì luật nha, chứ không phải ít đâu, đệ nhất là trì luật nha. Rồi bà thứ năm là Kisa Gotami, là đệ nhất về mặt y củ rách. Bà mà có đứa con chết rồi ôm đi tìm ngọc cải để trị hình á, a la hán đệ nhất về mặt y củ rách nha. Kisa là ốm yếu, Gotami là cái họ, Kisa Gotami là Gotami ốm yếu, Kisa là ốm yếu, như là có 20 kg, 30 kg gì đó, khoảng là 30-40 kg là khá vậy, Kisa Gotami. Còn bà thứ sáu là Kuntala Kesi. Cũng á cây xây là cái bà mà tóc quăng đấy, cái bà đấy, bà tóc quăng mà xô chồng rớt xuống núi ấy. Biết bà đó không? Bà mà xô chồng rớt xuống núi ấy, bà nó mà học được 1000 câu đi xuất gia không thèm cạo mà nhổ, rồi giờ tóc mọc ra nó quăng lại, cũng có lý là quăng lại xoắn lại. Cũng đã biết Kesi là người nữ tóc quăng. Bà sau này được Đức Phật ngài để viết về điển thuyết trong hàng nữ thì cô của Như Lai. 6 bà đi xuất gia sau này là 6 vị thánh A La Hán nổi tiếng. Còn cô công chúa còn lại nè, nữa là em đi xuất gia là ai hộ độ chứ có cái các chị, nói các chị xuất gia đây em hộ độ. Và cái nàng này có cái hạnh phục vụ chư tăng rất chu đáo, cho nên được cái biệt hiệu gọi là Sankhadasi,
Đa Si là người nữ nô lệ, Đa Xá là nô lệ, Đa Si là nữ nô lệ, nữ nô lệ của tăng, đó là Sankha Đa Si. Vậy bà ở trong đó bà mà cúng dường cho tăng rất là tốt đẹp như vậy. Về sau thời Đức Phật chính là bà Quý Sắc Kha. Đề xuất gia sau kiếp nhiên A La Hán thì mục tiêu ở lại ở lại mất tới 3-4 ngàn kiếp trái đất nữa mới A La Hán. Vào thời Đức Phật mà chỉ là dữ lâu thôi, rồi phải mất 3-4 ngàn kiếp trái đất nữa mới A La Hán. Chỉ có cái vướng mắt thì tới cái dục lạc thôi mà vậy đó. Nó nặng nề vậy đó. Mặc dù là Dự Lưu lúc 7 tuổi đúng không? Mà có 20 người con mới là khủng khiếp. Cái là phải sanh nở 20 lần đúng không? Và trong đó có một người con thứ hai của bà, đó là ngài Ni Gá Chà Lá. Ni Gá Chà Lá là cái lưới của con nai, lưới của con này, tức là khi mới sanh ra đó có một cái lưới để mình để mà cứng cái hài tử này trên lời Ni Gá Chà Lá. Vậy này xong nghe pháp của Thế Tôn, bà mẹ là thánh Dự Lưu rồi nên con ba thỉ mới cái giáo pháp này, cho nên ngày này nghe pháp xong xin xuất gia. Xuất gia xong hỏi pháp Thế Tôn rồi nhiệt tâm tinh tấn, một thời gian sau chứng quả A La Hán. Con chứng quả A La Hán, mẹ còn ở Dự Lưu. Cái mãnh lực của tam thanh dục nó ghê lắm. Ni Gá Chà Lá này ở trong tập Thương Nguyên Kinh có nha, có hai bài kinh Ni Gá Chà Lá này hỏi. Còn riêng cái ông hoàng tử này nè, ông hoàng tử này vào thời Đức Phật nè, Đức Phật chúng ta đó chính là ngài Ra Phú Lá nè. Cái tiền duyên nó liên kết nhau rất là riêng cái Ú Rắc Chà La, Ú Rắc Chà La lúc 16 tuổi hay nè, Ú Rắc Chà La khi 16 tuổi đi đây nàng công chúa Ú Rắc Chà La con vua Kỳ Kỳ năm 16 tuổi nghe pháp từ Đức Thế Tôn Kassapa chứng thánh quả A La Hán và vị ấy viên tịch trong ngày mở ngoặc xem bổ sự quét sanh ta ra. Biết quét sanh ta ra không? Là cái kiếp áp chó Bồ Tát á. Quét sanh ta ra là cái kiếp mà cái kiếp làm người sao cùng hết kiếp đó mới sanh cõi thì tu sa tát, rồi tu sa tát mới xuống là Bồ Tát sa tát. Vậy với sanh ta ra trong sách kinh tạng của ngài Hộ Tông này dịch là quét sanh to đó, không quét sanh to những quét sanh ta ra. Cái vị này là mới sanh ra là biết nói, nên ra biết nói, nên ra hỏi bà hoàng hậu, bà hoàng hậu tên là Phất Sắc Ti. Bà hoàng hậu Phất Sắc Ti là một hoa hậu xứ Mắt Đá. Mắt Đá là cái giống như cái nôi để sản xuất toàn là gia nhân thôi, và Tất Đa Ca Biết La Ni cũng xứ Mắt Đá. Mắt Đá là cái nơi như sách Mắt Đá giờ thì dường như nó ở cái nước Colombo á, nước xứ Colombo. Bây giờ Colombo người nữ Colombo đẹp lắm á, ai không tin đi mua vé máy bay qua bển đi
dù là gặp mấy người lưỡi Colombo. Tốn tiền qua bển cắm cây về, không có gì ngu bằng. Tốn tiền qua bển Colombo ngắm cái mấy bà đó xong đi về, không có chuyện gì ngu bằng cái chuyện này. À, Bố Sati thì khi sanh ra Bồ Tát hỏi mẹ có tiền không cho con để con mua thấy. Cái bà mẹ đứa có của đứa con đầu lòng mà đứa con giống như đứa con cộng tự nữa đó. Mới hỏi qua nghĩ nghe thấy con mình nói vậy qua nghĩ cho 1.000 đồng lấy ra hưởng mấy cái người mà cái người vậy đó, người đỡ đẻ đó, nên nó mới gọi là nữ hồ sanh hả đó, cho rồi đó đó phát nguyện là ai xin gì ta cho đó, ngay xin mẹ mạng sống cho luôn. Cho nên là năm pháp đại thí nằm trên này. Cho nên cái vậy này theo quy luật cái người nữ Ấn Độ á mà có con đầu lòng á thường về quê nhà để sanh. Cho nên trên đường về quê đó do trong giữa cái phố tôi mua có cái dù ba mà nó do đó, do nó sanh ra một thái tử. Nè, do ở giữa phố Thương Buôn, Thương Buôn gọi là quét xá. Quét xá là những người Thương Buôn, phố Thương Buôn. Anh ta đá ở giữa. Anh ta đá ở giữa. Cho nên khi nói từ lại là quét xanh ta đá. Giữa phố Thương Buôn. Rồi bố thí con voi bạch tượng là bảo vật của đất nước bị đuổi đi đấy. Vợ của ngài này là cái nàng mất đi cũng là hoa hậu của xứ Mắt Đá. Xứ Mắt Đá là cái nơi mà sản xuất toàn là mỹ nhân không. Thì sau khi mà nghe pháp trong lúc 16 tuổi thì cái nàng của Đắc Cá Đa này cũng viên tịch, không có chờ, không chờ đợi ngoài thứ hai này. Này nằm trong bổn sanh số 571, nghe bổn sự với sanh ta đá số 571, ở trong 547, chúng sanh. Đây là do công đức của Thánh Đạo A La Hán và thánh quả A La Hán rất to lớn. Đây là do công đức của Thánh Đạo A La Hán và thánh quả A La Hán rất to lớn, nên phẩm mạo cư sĩ không thể chuyên trở nổi, phải ví như thuyền nhỏ không thể chở được tảng đá lớn. Vậy hoặc ví như mở cỏ sư tử vương, sư tử vương có kiếm rồi, mở cả cỏ kiếm mình rồi, không biết dùng làm gì để nói. Để nói là ví như mở cỏ sư tử vương chỉ được bảo quản, mở không biết gì, mở dấu họ đi không hả, mở dấu ngã không, mở cỏ sư tử vương chỉ được bảo quản trong vật chứa bằng bạc, nếu chứa trong vật khác thì hư ngay. Đây là thiện khởi nghiệp, chắc đứt danh sách chỉ đủ
tội nghiệp, cắt đứt danh sách vị thục quả thiện. Cắt đứt danh sách vị thục quả thiện. Ai? Dạ. Nữa nữa rồi hả?